việc Trung Quốc cùng lúc sử dụng tới 40 chiếc tàu cá bằng sắt bao vây và đâm chìm tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu DNA 90152TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã làm trầm trọng hơn căng thẳng hiện nay trên Biển Đông. Hành động này đã bị dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và kịch liệt phản đối, đồng thời cho rằng đây là hành động vô nhân đạo, cực kỳ nguy hiểm và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Đây là khu vực mà tàu cá DNA 90152TS của Đà Nẵng cùng 10 ngư dân đang đánh bắt cá thì bị tàu Trung Quốc bằng sắt đâm chìm cách đây 2 ngày. Vị trí này chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý và là ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật Hà Nội, thì việc hàng chục chiếc tàu cá của Trung Quốc dồn ép rồi đâm chìm tàu cá đang đánh bắt ngay trên ngư trường truyền thống của Việt Nam là hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc. Hành động vô nhân đạo này bất chấp Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và cả Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cụ thể là tại Điều 56 và Điều 77 của Công ước Luật Biển năm 1982, thì trong vùng biển này chỉ riêng quốc gia ven biển, tức là Việt Nam, có thẩm quyền riêng biệt trong việc thăm dò cũng như khai thác nguồn tài nguyên. Như chúng ta thấy trong sự gần đây thì Trung Quốc đã tiếp tục leo thang hành vi của mình với việc là không chỉ cản trở mà còn đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Và theo như tôi nhận thấy thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật quốc tế nói chung, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quốc tế và đồng thời vi phạm các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là thành viên. Vụ tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc cố ý đâm chìm chính là hành động gây cản trở tự do đánh bắt cá, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc, Luật Biển năm 1982 thì Trung Quốc có rất nhiều vi phạm. Vì công ước này bảo vệ rất chặt chẽ quyền đánh cá và thậm chí có cả điều khoản để các chủ thể không phải nhà nước khởi kiện đối với các tranh chấp liên quan đến cách hiểu và áp dụng công ước. Theo cái quy chế của Tòa án Luật Biển Quốc tế, đây là tòa án duy nhất trên thế giới cho phép một cái chủ thể không phải là nhà nước có thể khởi kiện về việc lý giải và áp dụng cái công ước của Luật Biển, tức là bản thân ngư dân hay là hiệp hội của các ngư dân hoặc là một tổ chức khác không phải là nhà nước vẫn có quyền khởi kiện để yêu cầu, giống như là một nhà nước yêu cầu tòa án ra những quy định về việc lý giải những các điều luật của trong công ước luật biển quốc tế hay là việc áp dụng nó có đúng hay không. Trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa thì theo quy định tại Điều 73 của Công ước Luật Biển năm 1982, cơ quan chấp pháp của Việt Nam có toàn quyền tài phán, bao gồm cả việc điều tra, truy tố cũng như là xét xử và đảm bảo thi hành án. Và về phía đối với ngư dân thì ở đây chúng ta cũng có quyền hoàn toàn khởi kiện theo trình tự dân sự. Và đương nhiên kể cả về phía nhà nước thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền là yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại do những hành vi mà tàu thuyền của Trung Quốc gây ra. Trong 10 năm trở lại đây, năm nào cũng có các tàu cá của ngư dân Việt Nam bị các tàu chấp pháp của Trung Quốc đập phá và cướp tài sản. Còn kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tàu của Trung Quốc đã 4 lần tấn công, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng của ngư dân Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc đang bị cả thế giới lên án và phản đối.